Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Xin chào mọi người. Đúng ngày chứ. Năm nay em ở lại với nó mà nên là yêu thương.
Thời gian mà chị Thảo chơi 50 là từ U40 thành U50 luôn. À, hiện tại chị Thảo đang công tác tại trường cùng với anh Vũ. Năm mới bất cả khỉa nha. Vui vẻ thông bạo nha. Bất cả khỉa nha. Còn Cường thì đang công tác tại công ty Vinamilk. Yeah, rất là giỏi luôn á. Đang là supervisor luôn á, chứ không phải giỡn đâu. Kinh. Kính lão đó thôi. Kinh thiệt rồi, cảm ơn em. Kinh quá nha. Cường sói. Hiện tại là anh Vũ và là Cường sói. Mọi người nhớ ủng hộ, mọi người nhớ ủng hộ kênh Cường sói vlog của Cường sói nha. Anh Vũ sinh năm 93, Cường sinh năm 95, tất cả đều đang độc thân và muốn tìm người yêu. Ai có cảm nhu cầu thì phải độc thân nguyên tư. Cái bị bên này đó. Ai có nhu cầu thì nhớ liên hệ Nam Đi nhé. Rồi đủ rồi đó chị. Cảm ơn các bạn. Dạ. Thôi ngăn không ngăn đâu chị ơi, em thích chị lên mà. Thôi ngăn ngăn mà hồi chót. Chờ hút hồi chót nữa sẽ nhiều hơn. Rồi chị ngăn ăn nấm luôn rồi. Ăn lộn. Gì là sao? Ăn bánh kem hay là không ăn? Ăn chứ. Rồi sao mà không biết ăn? Đó là tổng vừa nãy chị đến chị ngại lắm, đừng mời ăn gì nha, để chị ngồi yên thôi. Mày đạo giờ ăn. Có câu trước thôi. Mọi người cứ ăn trước đi. Thôi em cứ ăn đi, ngồi xuống ăn mọi người đi. Ôi đây. Ôi đẹp lắm nè. Rồi Thiên Ngân về vị trí của Thiên Ngân đi. Đây mọi người thấy không? Hôm nay ở một cái quán rất là, có nghĩa là ánh sáng vừa đủ, mọi thứ đều hài hòa và rất là đẹp luôn. Không gian này thì sang xịn quá. Đây. Đây, đây là bạn Cường Sói. Bạn Vũ quê ở Bình Thuận. À, không xa lạ gì nữa, đây chính là Thi Ngân nè. Đây, Thi Ngân. Đó, chị gái người Úc của Nấm Bi. Đây chị Thảo Bến Tre. Đó, rất là duyên, chị cô cười một cái là có má đúng đồng tiền. Cô giáo Thảo đúng rồi.
hơi tí tát tát hoài. Rồi em ăn rồi. Cục xúc quá. Cảm ơn chị. Mới cục xúc. Đây là bạn Cường. Bạn Cường thì quê Đồng Tháp, đang ăn bánh kem rất là nhiệt tình luôn. Rồi mời thì đứng lên thôi nào, đứng lên. Cường đứng lên nào, đó. Rất là đẹp trai, khôi ngô, tuấn tú. Đó. Anh Vũ đứng lên coi. Mời người ăn bông hả? Trời ơi, BD ăn bông nè. À. Nói chứ trêu thôi, tất cả đều trai thẳng nha mọi người. Nước ở đây cũng rất là ngon này, đẹp quá này Thi Ngân. Thi Ngân giơ cái ly của Thi Ngân lên nè. Ồ. Thi Ngân uống đi. Uống hút này. Quá trời đẹp luôn mọi người ạ. Cái ly nó đẹp quá hả? Dạ, cái ly của chị Ngân đẹp quá này. Không có mặt đâu mà được. Thi Ngân hôm nay đã bớt mập và đẹp hơn rồi đúng mọi người. Da trắng dáng xinh. Mỗi tội là mắt hơi lác. Đó, đấy, đấy, đấy mọi người thấy lác chưa? Động tí là lườm, động tí là lườm. Sau này nha nghiệp nha con. Nha con gái. Đầu xíu sắc bằng tấm bì đâu nhỉ? Dạ. Ăn cũng cần phải. Gì? Cảm ơn mọi người nhiều nhá. Mong là mọi người sẽ có một năm mới thật là an khang, thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc bên gia đình. Mong là tình cảm chúng ta sẽ mãi mãi luôn như vậy, luôn có những nụ cười trên môi, mặt ai cũng rạng rỡ. Đó, rất là trẻ luôn. Năm mới rồi, chúc mọi người sẽ có một năm mới Canh Tí thật là sum vầy cùng gia đình. Mong rằng năm sau sẽ có nhiều thay đổi nhiều hơn, thành công hơn. Ai chưa có việc thì sẽ tìm được việc, ai chưa có người yêu sẽ tìm được người yêu, ai chưa có chồng thì sẽ có chồng, có vợ, và có tất cả mọi thứ luôn. Chúc Thi Ngân năm nay lấy được chồng nè. Năm nay đấy, Thi Ngân ăn còn đang dính trên miệng, ăn nhiều quá nha Thi Ngân. Duyên. Và cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ là nãy giờ quay nhiều quá, chưa kịp nói chuyện riêng với các anh em bạn bè. Bây giờ là Nấm Đi phải đi nói chuyện với mọi người đây. Bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người trong các video clip bye sau. Bye bye. Nãy giờ thấy đi ngâm sai chuyên môn mấy lần rồi đó. Vô cả đi.